Mới đây, nàng Wagdalenka Zakhidova, vợ mẫu Tây của thủ môn Bùi Tiến Dũng, gây chú ý khi chia sẻ những hình ảnh cùng con trai đầu lòng Bùi Danin tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong video, khi cậu nhóc Danin đang mải mê chơi với cuốn sách, Danka đeo khẩu trang nhưng kéo lên che kín cả đôi mắt. Danka chống một tay xuống sàn, nghiêng đầu tựa vào vai và ngủ gà gật với dáng vẻ mệt mỏi. Khi nghe tiếng trẻ em xung quanh khóc qua, vợ Tiến Dũng kéo khẩu trang xuống để quan sát và nở nụ cười. Danka để lộ đôi mắt thâm quầng với phần bọng mắt khá lớn. Nàng Wag đến từ Ukraine cho biết bản thân chỉ được ngủ 2 tiếng nên mới có vẻ thiếu ngủ khi đang trông con. Bản thân Danka cũng bị ốm nên cô phải đeo khẩu trang khi chơi đùa và chăm sóc cùng bé Danin. Trạng thái này của Danka có lẽ hội mẹ bỉm sữa sẽ thấu hiểu. Khi chăm con mọn, các mẹ sẽ không tránh được việc thức trắng đêm, nhất là những ngày em bé bị ốm. Nhất là khi chồng cô Bùi Tiến Dũng vì tính chất công việc phải thường xuyên vắng nhà để tập luyện và thi đấu cùng đội bóng. Danka ít nhiều cũng phải vất vả hơn trong việc chăm con. May mắn của Danka là cô có mẹ đẻ bên cạnh giúp đỡ việc chăm sóc cho bé Danin. Khoảng nửa năm trước, mẹ của Danka đã từ Ukraine sang Việt Nam thăm con gái và ở lại chăm sóc cho con gái và cháu trai. Hôm qua 27 tháng 8, Bùi Tiến Dũng cũng đã kết thúc mùa giải 2023 cùng câu lạc bộ Công an Hà Nội với chiếc cúp vô địch V-League 2023. Anh gửi cho vợ bức ảnh selfie cùng huy chương vàng để động viên. Tiến Dũng cũng sẽ nhanh chóng trở về thành phố Hồ Chí Minh thăm gia đình khi hoàn tất nhiệm vụ tại câu lạc bộ Công an Hà Nội.